Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: uống nhiều và uống thường xuyên cà phê muối có hại cho sức khỏe hay không? Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 chủ đề nhỏ và Trang hy vọng rằng với 4 chủ đề ngày hôm nay thì sẽ phân tích một cách cụ thể hơn cho các bạn thấy về cà phê muối. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Chủ đề đầu tiên, cà phê muối là gì? Lợi ích của việc sử dụng cà phê muối. Dạo gần đây thì bạn thấy là hot trend về cà phê muối rất nhiều. Và đi đâu chúng ta cũng thấy trên đường là bán có cà phê muối. Vậy cà phê muối là gì? Nó có lợi ích gì hay không? Bây giờ chúng ta điểm danh cùng với Trang nhé. Đầu tiên, cà phê muối là gì? Cà phê muối là một loại đồ uống sáng tạo kết hợp cà phê rang với một lượng nhỏ muối thôi, một xíu thôi các bạn ha. Thì thành phần muối được thêm vào không thay đổi quá nhiều hương vị tổng quát của cà phê. Thay vào đó, nó sẽ làm giảm vị đắng và tạo nên chiều sâu cho hương vị đồ uống này. Thì đơn giản chúng ta hiểu cà phê muối đơn giản như vậy thôi. Lợi ích của việc sử dụng cà phê muối thì kết hợp hương vị, cà phê muối mang đến một cái hương vị kết hợp rất là độc đáo, kết hợp giữa vị đắng của cà phê cùng với vị mặn và hương thơm của muối, tạo ra trải nghiệm hương vị mới lạ cho cái món thức uống này. Giảm đi vị đắng. Muối trong cà phê nó sẽ giúp làm giảm đi cái vị đắng của hạt cà phê, làm cho cà phê trở nên mượt mà và dễ uống hơn. Có nghĩa là nó không có khó chịu như cái vị đắng mà cà phê nguyên bản mang đến đó các bạn ha. Phong phú cái hương vị. Sự xuất hiện của muối kích thích sự phát triển của các ion như là natri, tạo ra cái hương vị đa dạng hơn và phong phú hơn cho cà phê. Trải nghiệm thú vị. Cà phê muối mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và thú vị, thích hợp đối với những người muốn khám phá những cái hương vị mới từ những cái đồ ăn thức uống. Lựa chọn sáng tạo. Cà phê muối cung cấp sự sáng tạo cho việc pha chế đồ uống, cho phép bạn thử nghiệm và tạo ra những cái phiên bản cà phê độc đáo hơn theo như sở thích cá nhân của chính bản thân mình. Thì đó là những cái lợi ích và việc người ta kết hợp giữa muối thêm vào cà phê. Tuy nhiên, nhớ rằng mỗi người sẽ có những cái cơ địa và những cái khẩu vị khác nhau. Vì vậy, việc thử nghiệm và tùy chỉnh các thành phần để tạo ra cà phê muối phù hợp đối với bản thân rất là quan trọng. Thì Trang không biết mục tiêu của nhà sản xuất hay là nhà sáng chế ra cái món thức uống này á, thì họ hướng đến như thế nào. Nhưng riêng bản thân Trang nhìn nhận thì Trang thấy rằng cà phê muối nó sẽ mang đến những cái lợi ích mà Trang vừa nêu. Chủ đề thứ hai, những tác hại của việc lạm dụng cà phê muối. Mặc dù cà phê muối mang đến những trải nghiệm, những cái hương vị độc đáo và sự mới lạ trong cái thức uống độc đáo truyền thống này, nhưng cũng cần phải lưu ý việc sử dụng cà phê muối có thể gây ra những cái tác hại và những cái hạn chế trên một số người. Và sau đây là những cái tác hại khi chúng ta sử dụng cà phê muối, các bạn cần lưu ý nhé. Làm tăng cái lượng muối. Việc thêm muối vào cà phê có thể làm tăng cái lượng muối tiêu thụ trên một ngày. Sự tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của tim mạch và thận. Tác động đến sức khỏe tim mạch. Sự kết hợp của caffeine trong cà phê muối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tim mạch của bạn. Caffeine ảnh hưởng đến tần số của nhịp tim đối với những một số người nhạy cảm quá với caffeine. Trong khi muối có thể gây ra tăng huyết áp thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch các bạn ha.
cân nhắc cái lượng muối. Muối là một nguồn giàu natri. Việc tiêu thụ quá nhiều natri có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe, tắc huyết áp, tim mạch hay là bệnh thận. Việc sử dụng cà phê muối có thể góp phần vào việc tiêu thụ natri vượt quá khuyến nghị hàng ngày. Cho nên chúng ta phải cần cân chỉnh cái lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta. Không phù hợp ở một số người. Cà phê muối có thể phù hợp đối với bạn, nhưng đối với những nhóm người đặc biệt thì không phù hợp, như là những người gặp vấn đề sức khỏe về huyết áp, những người bị tim mạch, những người mắc bệnh thận hay là bệnh mãn tính, hoặc là những người mắc bệnh cần kiểm soát cái lượng natri. Thì nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta tiêu thụ một thức uống nào đó. Phản ứng của cá nhân. Mỗi người là mỗi cơ địa khác nhau và phản ứng của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai cả. Một số người sẽ không chịu được cái việc kết hợp giữa cà phê và muối, hoặc có những cái phản ứng không mong muốn sau khi tiêu thụ thức uống này. Nhưng có nhiều người thì rất thích các bạn ha. Không đủ nghiên cứu. Thì hiện tại việc nghiên cứu về những cái tác động của cà phê, muối đó đối với sức khỏe vẫn còn hạn chế. Do đó chúng ta chưa thể biết rõ về tất cả những cái tác động có hại mà nó xảy ra. Và tóm lại một điều rằng, việc sử dụng cà phê muối có thể mang đến những trải nghiệm, những hương vị độc đáo, nhưng cũng cần phải cân nhắc những cái tác hại và những cái hạn chế liên quan đến việc tiêu thụ cái lượng muối và cái lượng caffeine trong một ngày. Luôn luôn tìm hiểu để chúng ta có thể thay đổi một cái chế độ ăn uống phù hợp nhất đối với sức khỏe của mình. Một ly cà phê muối, các bạn nghĩ rằng cái lượng muối nó không nhiều, nó không đáng kể, nó không tác động. Nhưng mà bạn kết hợp chung cho một chế độ ăn uống một ngày thì nó có thể dư đó các bạn nhé. Cho nên là chúng ta phải cân chỉnh lại cái lượng muối trong một ngày chúng ta đưa vào. Chủ đề thứ 3, cách sử dụng cà phê muối tốt nhất cho sức khỏe. Trước hết, bạn có tò mò về cách để pha một ly cà phê muối hay không? Nếu có thì cùng tham khảo công thức này với Trang nhé. Đầu tiên, nguyên liệu cần chuẩn bị. Cà phê 25g, muối một ít thôi các bạn ha. Cacao một muỗng cà phê. Kem béo thực vật 40ml, bạn chọn kem béo thực vật nào cũng được các bạn nhé. Sữa tươi 10ml, sữa đặc 30ml. Nước sôi 100ml, đá viên tùy thích. Cách pha chế cà phê muối như sau. Cho 25g cà phê, một ít muối và một muỗng cacao vào phin cà phê. Đặt phin cà phê lên một cái nồi hoặc là một cái cốc sâu đều được hết các bạn ha, hay là một cái ly. Sau đó chúng ta đổ 40ml nước sôi vào trong phin, đậy nắp lại và ủ trong vòng 1 đến 2 phút để cà phê ngấm đều. Sau thời gian ủ thì mở nắp phin ra, bỏ nước cà phê đầu. Nước đầu tiên thì được dùng để rửa cà phê thôi các bạn ha. Tiếp theo bạn cho 60ml nước sôi vào phin cà phê, có nghĩa là cho hết phần nước còn lại vào. Đậy nắp và đợi khoảng 4 đến 5 phút, cà phê sẽ nhỏ xuống hết dưới ly. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể thực hiện chuẩn bị các thành phần khác như là cho 40ml kem béo thực vật, một ít muối và 5-10ml sữa tươi vào ly, sau đó đánh bong bọt mịn lên. Tiếp đến, cho 30ml sữa đặc vào, 40ml cà phê vào ly, khuấy đều lên. Nếu muốn thì bạn có thể thêm đá vào ly và thưởng thức. Cuối cùng, chúng ta đổ phần kem muối đã đánh bong vào ly, tạo ra một cái lớp kem đặc trên cái bề mặt đó các bạn nha. Cho nên bạn thấy một cái ly cà phê muối mà khi chúng ta mua nó có một cái lớp kem đặc ở trên đó. Thì đó là cách để cho các bạn chuẩn bị một ly cà phê muối đơn giản ngay tại nhà. Còn nếu không thì chúng ta ra ngoài tiệm thì các bạn sẽ chế biến cho chúng ta thưởng thức thôi. Và chúng ta không mất quá thời gian để chuẩn bị các bạn nhé. Thì chúc cho các bạn thành công trong việc thực hiện một ly cà phê muối theo hướng dẫn, và các bạn có thể tìm hiểu những cái công thức độc đáo hơn khi mà chúng ta thưởng thức một cái loại thức uống mới này.
Thì để sử dụng cà phê muối một cách tốt nhất cho sức khỏe thì bạn nên tuân thủ theo những cái nguyên tắc cân nhắc để thực hiện được một số điều sau đây. Thì Trang chia sẻ một số điều sau đây để khi các bạn sử dụng thì sẽ tốt hơn thôi. Đầu tiên, điều chỉnh cái lượng muối. Để đảm bảo cái lượng muối trong cà phê hợp lý và không gây tăng đột ngột cái lượng muối tiêu thụ trong một ngày đối với những người cần kiểm soát cái lượng natri đưa vào cơ thể. Điều này cực kỳ quan trọng cho việc duy trì sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp các bạn ha. Giới hạn lượng caffeine. Thì cà phê nó chứa caffeine, một chất kích thích có thể gây ảnh hưởng lên thần kinh và tim mạch. Vì vậy bạn nên giới hạn lượng caffeine khi bạn tiêu thụ lượng cà phê muối đó, đặc biệt nếu như bạn đang tiêu thụ quá nhiều caffeine từ các nguồn khác. Thận trọng đối với tình trạng sức khỏe hiện tại. Nếu như bạn có vấn đề về sức khỏe như là tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận thì chúng ta cần phải tham khảo thật kỹ trước khi chúng ta sử dụng cũng như là cân nhắc để khi bạn đưa vào chế độ ăn uống của mình cho phù hợp. Thì nếu như bạn kỹ hơn thì có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đánh giá về tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn để tốt nhất các bạn nhé. Tuân thủ cái tỷ lệ. Nếu như bạn quyết định thử cà phê muối thì hãy tuân thủ tỷ lệ những cái hướng dẫn trong những cái công thức để chúng ta pha. Thì điều này đảm bảo là bạn không tiêu thụ quá nhiều muối hay là caffeine. Đa dạng trong chế độ ăn uống. Đừng đặt cà phê muối là nguồn cung cấp chính của caffeine hoặc là những cái hương vị từ mặn từ muối, mà hãy duy trì một chế độ ăn uống đa dạng với những cái nguồn dinh dưỡng khác nhau. Theo dõi phản ứng của cá nhân. Hãy chú ý đến cơ thể của mình, xem coi nó phản ứng như thế nào khi mà chúng ta sử dụng cà phê muối. Nếu như bạn thấy có bất kỳ những cái dấu hiệu không mong muốn nào mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì chúng ta ngưng sử dụng các bạn ha. Và chúng ta tìm hiểu kỹ lại và chúng ta thận trọng hơn cho những lần sau. Sử dụng cẩn thận hơn. Một cách tốt nhất đó chính là chúng ta sử dụng cẩn thận đối với những cái loại thức uống này đưa vào cơ thể. Thì một tuần bạn lâu lâu hoặc là bạn lâu lâu bạn đi uống cà phê, bạn muốn thử hương vị cà phê muối thì bạn có thể dùng. Nhưng mà chúng ta đừng có lạm dụng mà ngày nào chúng ta cũng sử dụng. Thì đối với những trường hợp đặc biệt thì nó cần kiểm soát cái lượng muối và lượng caffeine, thì chúng ta không thể nào đưa mỗi ngày được các bạn ha. Cho nên là các bạn cân nhắc để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Như vậy các bạn thấy rằng việc uống cà phê muối nó cũng đòi hỏi là có phù hợp đối với cơ địa của mình hay không. Mặc dù là một thức uống rất là phổ biến ngày nay đó, nhưng mà các bạn cũng cần quan tâm đối với cơ địa của mình. Có thể mình sẽ phù hợp nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó bạn nên gia giảm cái lượng muối hay lượng cà phê các bạn nhé. Chủ đề thứ tư, cần lưu ý những gì khi sử dụng cà phê muối. Cà phê muối thì có những lưu ý nào hay không? Thì Trang có một vài những cái lưu ý thôi để cho các bạn xem xét khi sử dụng chứ không bắt buộc đâu các bạn ha. Thì Trang nêu ra để cho các bạn cân nhắc. Đầu tiên, lượng tiêu thụ. Việc uống cà phê muối nên được thực hiện cân nhắc, không nên tiêu thụ quá nhiều. Bởi vì cà phê muối nếu như bạn tiêu thụ quá nhiều trong một ngày vượt quá 2 ly có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Giới hạn lượng cà phê muối hàng ngày, đảm bảo theo nhu cầu và kiểm soát cái lượng caffeine và muối của bạn. Thứ hai, người bệnh và những người không nên uống. Người có vấn đề về tăng huyết áp nên hạn chế tiêu thụ cà phê muối. Những người gặp vấn đề về tim mạch, những người gặp vấn đề về thận thì chúng ta cũng nên thận trọng để sử dụng cà phê muối an toàn hơn. Thì những người mắc bệnh về tim mạch, gan, thận hay hệ tiêu hóa thì cần cân nhắc khi sử dụng cà phê muối các bạn nhé. Phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ cho con bú thì nên thận trọng khi sử dụng những thức uống có chứa caffeine, bởi vì nó gây kích thích có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa hoặc là ảnh hưởng đến thai nhi. Thứ ba, thường xuyên và đa dạng. Có nghĩa là như thế nào? Là không nên sử dụng cà phê muối hàng ngày một cách lâu dài.
Điều này nó sẽ đảm bảo bạn không tiêu thụ quá nhiều lượng caffeine và lượng muối cùng một nguồn. Có nghĩa là chúng ta sẽ thưa thưa ra, một tuần có thể uống một vài lần cà phê muối, hoặc là lâu lâu chúng ta uống một lần thì không sao, chứ không phải ngày nào cũng uống rất nhiều vào các bạn ha. Bởi vì Trang nói là có những trường hợp cần phải kiểm soát caffeine và lượng muối thì chúng ta cần nên thận trọng. Còn đối với những người bình thường thì bạn thích thì bạn uống thôi. Và bởi vì đây là một trong những cái thức uống dường như khá gần gũi và thân thuộc, cũng như là một trong những cái thức uống truyền thống. Bởi vì cà phê thì sáng bữa nào ra thì Trang thấy những các anh nè, các chú thì là vẫn là thích làm một ly cà phê trước khi đi làm, hoặc là chúng ta đi tiếp khách, đi gặp khách hàng đối tác thì vẫn thích uống cà phê. Và tóm lại rằng việc sử dụng cà phê muối cần thực hiện cân nhắc và đúng cách uống như thế nào để đảm bảo sức khỏe tốt nhất của mình và điều khuyến khích cho tất cả mọi người khi sử dụng. Và Trang hy vọng rằng chia sẻ hôm nay cho các bạn thấy rằng việc sử dụng cà phê muối thì nó mang đến những cái lợi ích từ những cái hương vị, những sự kết hợp độc đáo, nhưng chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý cần thiết để chúng ta sử dụng để cho nó phù hợp đối với sức khỏe của mình thôi các bạn ha. Và hy vọng rằng với những kiến thức này đã góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho bạn. Và nếu như bạn thấy có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.